Vậy là khúc xương đã vào tay kiểm sát. Tại sao thằng Hiếu có thể tính toán được như thế nhỉ? Bây giờ tính sao anh? Chẳng sao cả. Nhiệm vụ của mày bây giờ là phải kiểm soát được thằng Trung. Đừng để nó giở trò phá thôi. Tôi không yêu tiền như chú. Tôi phấn đấu cả đời để có một chỗ đứng để ngửa mặt với đời. Vừa ngửa mặt vừa có tiền đúng không? Chính vì thế cho nên anh cố gắng giữ trắng cái lý lịch của mình. Trong khi Đinh Hoàng thì không cần. Mà tôi biết thừa, Đinh Hoàng cũng không dính dáng đến Tuấn Mỏ, nên không có chuyện ông ta tiết lộ thông tin ra ngoài đâu. Vâng. Việc Hoàng Bách Việt không chỉ liên quan đến loại doanh nghiệp lưu manh như Tuấn Mỏ, mà còn đụng chạm đến ban lãnh đạo của hai khóa. Ngọc Quyến, chuyện này chú còn dành hơn tôi. Ông Đinh Hoàng sẽ được trao thượng phương bảo kiếm. Bí thư rất tin tưởng vào sự quyết liệt của ông ấy trong công tác làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên. Đây là cuộc chiến sống còn, thế cho nên chú làm gì thì làm ngay đi. Mất tính thời điểm là không còn cơ hội đâu. Anh không thấy chiếc đồng hồ đâu cả. Không tìm thấy nó ạ. Trước lúc ông Khánh mất, em chắc chắn nó còn nằm ở trên bàn mà. Bọn thằng Huy Nổ đã để ý rồi. Nhưng nếu đã nằm ở trong tay chúng thì Tuấn Mỏ đã đem quân để đánh úp bên này. Vì hắn biết hai mảnh còn lại nằm ở trong tay em và ông Trung. Nhưng nếu không có ở đây thì ở đâu nhỉ? À này, trước khi Khánh Ma bị hại, em có nhớ là căn phòng này có thay đổi gì không? Em vào phòng sếp lúc nào cũng nói chuyện công việc, không mấy khi có thời gian để nhìn ngó lung tung. À, đúng rồi, sếp có được tặng một cái đồng hồ treo tường. Vì thích quá nên gọi ra, gọi thử cho lên công ty.